Xoanh Lộ Hin rành rành, hẹn hò hát TikToker đình đám, Diệp chỉ còn là quá khứ. Xoanh và Diệp từng là cặp đôi được yêu mến song chỉ sau gần một năm về chung nhà, cả hai đã nói lời chia tay khiến ai nấy đều tiếc nuối. Đến mới đây, Xoanh bất ngờ lộ nghi vấn đã có tình mới, nữ chính lại là một hát TikToker có tiếng trên mạng xã hội. Xoanh Trần Minh Sơn Anh, sinh năm 1998, và Diệp Bùi Thị Bích Diệp, sinh năm 1999, từng là cặp đôi sở hữu kênh TikTok chung có hơn 4,3 triệu người theo dõi. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những video yêu đương dễ thương nhí nhảnh, nhận được nhiều yêu thích, ngưỡng mộ của netizen. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới trong sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chưa đầy một năm cặp đôi đã chia tay, dân tình còn dấy lên tin đồn rằng phía nhà gái đã phản bội. Cách đây không lâu, sự việc Diệp lộ đoạn ghi âm thừa nhận có người khác khi đang trong mối quan hệ yêu đương với Xoanh đã đưa câu chuyện đổ vỡ của cả hai rầm rộ trên mạng xã hội. Hậu đường ai nấy đi, Xoanh cũng dần cân bằng cảm xúc, lấy lại được phong độ, anh chàng thường xuyên livestream chia sẻ về cuộc sống của mình. Mới đây nhất, nam TikToker lần nữa khiến cư dân mạng dần dần khi lộ loạt hình hẹn hò với Thảo Táo Tàu. Cụ thể, các thám tử mạng đã soi được Xoanh đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật hát top top và share lại bài viết. Tuy nhiên, sau đó anh chàng đã nhanh chóng xóa đi. Đồng thời, cả hai đều cùng đặt ký hiệu trái tim màu trắng ở phần tiểu sử. Không những vậy, qua các video mà đôi trẻ đăng tải gần đây, ai nấy đều nhanh chóng nhận ra phần cáp sừng có dấu hiệu thả thính. Xoanh và Thảo Táo Tàu cũng đu chen chung cùng nhau trên một nền nhạc dành cho các cặp đôi yêu nhau. Sau loạt hin chất lượng, người hâm mộ của cả hai đều nhanh chóng lên thuyền. Dưới phần bình luận của các bài viết do Xoanh đăng tải, hầu hết cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Thảo Táo Tàu và ngược lại. Bảo sao trước đó, trong một phiên live phát trực tiếp, Xoanh và Thảo Táo Tàu đã ghép nối với nhau. Đáng nói, bình thường live một mình là tâm sự ê hề nhưng khi vừa nhìn thấy nữ TikToker, Xoanh đã đứng hình mất 5S. Đến nỗi Thảo Táo Tàu còn phải trêu anh chàng rằng nên giữ bình tĩnh. Trước kia câu chuyện cặp đôi hát TikToker Xoanh và Diệp đổ vỡ trong chuyện tình cảm dẫn đến đường ai nấy đi, cho đàng gái có người thứ ba khiến dân tình bán tín bán nghi trong thời gian dài. Cho đến khi một kênh TikTok ẩn danh đã công khai toàn bộ sự thật. Theo nội dung được đăng tải trên kênh này, người được cho là người yêu cũ của Diệp đã xác nhận Diệp và Xoanh chia tay là vì mình. Trong đoạn ghi âm nói chuyện với người yêu, anh cho biết Diệp chủ động hôn mình trong một lần đi uống với nhau. Vì không làm chủ nên người này cũng đã hôn lại Diệp. Thời gian sau, nữ TikToker vẫn tiếp tục tấn công, khiến cuộc tình với bạn gái thời điểm đó nhanh chóng kết thúc. Thậm chí, trong đoạn ghi âm, bạn nữ bị bạn trai phản bội để đến bên Diệp không giấu được cảm xúc cho rằng, dù trong thời gian quen nhau, nhưng bạn trai đã giấu giếm tặng hoa cho Diệp vào các ngày lễ, còn mình hoàn toàn không nhận được gì. Chưa dừng lại, trên mạng xã hội còn lan truyền đoạn ghi âm được cho là, của Diệp đã thừa nhận có tình cảm với người khác trong thời gian yêu Xoanh. Tuy nhiên, cuối cùng cô nhận ra trong cuộc đời chỉ có Xoanh là người tốt với mình nhất, nên quyết định dừng lại mối quan hệ mập mờ kia. Cuối đoạn ghi âm, Diệp tiết lộ trong tương lai nếu Xoanh có thể mở lòng lại, cả hai sẽ đi đến một nơi khác sống để tránh sự soi xét của mọi người. Ngược lại, nếu Xoanh yêu một ai khác, thì cô vẫn sẽ chấp nhận và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Cả hai đoạn ghi âm hiện đang được chia sẻ, với tốc độ chóng mặt cùng nhiều lời bàn tán chỉ trích dành cho Diệp cùng người bạn trai kia. Đồng thời, nhiều người còn phát hiện, trong đám cưới của Xoanh và Diệp, người được cho là kẻ thứ ba cũng đã xuất hiện chụp hình cùng cặp đôi.